Hello, xin chào quý cô bác anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày cuối tuần mà hiện tại thì Nick đang có mặt ở một cái khu vực có tên là cái gì Cora del Mar, một khu bãi biển rất là xinh đẹp luôn nha. Hôm nay bạn chở xuống đây chơi nè, nãy giờ đi tìm chỗ đậu xe rất là khó bởi vì có lẽ là cuối tuần người ta đi chơi quá đông á. Kiếm được cái parking á thì phải nói là cực kỳ khó luôn, bây giờ kiếm được chỗ rồi. Nhưng mà Nick lại thấy cái khu vực này nó quá xinh đẹp luôn, nhà cửa đây nó tuyệt vời luôn, rất là thích luôn, chắc là khu này nhà giàu mà mọi người ơi. Cho nên là sẵn tiện Nick trước khi xuống biển đi quanh đây một tí quay chia sẻ lại cái khu này cho cô bác anh chị mình cùng xem luôn nha. Bây giờ xin mời mọi người cùng theo chân với Nick đi dạo khu phố này một tí ha. Cái nhà này cũng là gần ngoài biển, đi bộ ra chút xíu mọi người ơi. Đây cô bác anh chị mình thấy nè, nhà thường là khoảng 2 tầng. Ở trước nhà có cái khuôn viên có thể để bàn hoặc là trồng hoa cỏ thì rất là đẹp luôn. Xe thì đông, người thì Nick thấy là xa cũng có ha, nhưng mà rất yên bình, rất thanh tịnh luôn. Đường phố rất là sạch đẹp nè. Wow, đây một ngã tư cũng vắng lặng nhưng mà phải nói là sạch đẹp, nhìn thích quá luôn á. Khác hẳn so với cái khu ở trên San Francisco mà Nick đi á, thấy mấy cái khu đó với lại homeless, vô gia cư, nghiện ngập này kia thấy sợ lắm. Nhưng mà xuống dưới này, trời ơi, nhìn mê quá luôn rồi. Ôi cái khu nhà bên đây đẹp quá. Để lộ na Cisco sót gì đây. Wow, cái cây cổ thụ này, ôi đẹp quá, trên cây nó cũng bông nở đầy màu đỏ trên đó luôn. Wow, cái nhà này cũng rất là đẹp luôn. Nhà nào cũng làm cái hàng rào nhưng mà không có làm cái rào có cửa đâu, chỉ là chắc là trang trí thôi. Trời, cái nhà này đẹp đến nè, có cái vườn bông phía trước. Wow, chùm bông hồng rồi trồng những cái hoa khác, đẹp quá trời đẹp luôn. Thật sự là xuống cái khu này, Nick đi ngoài phố nè, thấy nó thoải mái, đã lắm, không có sợ gì hết á. Khác với lại những cái khu mà Nick đi ở trên downtown của San Fran hay là những cái khu khác ở trên gần trên San Fran á, thì thấy quá nhiều cái mặt trái của xã hội á thì thấy sợ thiệt. Nhưng mà bây giờ được đi cái chỗ này thấy yên bình thanh tịnh và nó thoải mái, không có cái cảm giác nào phải lo lắng lo sợ á, cho nên là đi thích lắm luôn á. Nhà người ta gắn hệ thống tưới tự động luôn, bây giờ nó phun nước nó tưới cho cái khu vườn bên trong nhà. Rồi xuống dưới kia là thấy biển nè, tí nữa là Nick ra biển. Ồ, cái nhà này dễ thương quá nè, có cái bàn salon ở phía trước nè. Nhìn cái này mà bạn bè tới chơi ngồi tán gẫu tán dóc đã luôn. Nhà nào nhìn cũng rất là thích luôn, thì từ đây mà nhìn ra biển là trước mặt luôn rồi. Ở bên đây Nick thấy có một cái nhà để bản sale kìa. Trời, nếu mà có tiền mà mua được khu này tuyệt vời luôn nè. Nhà đẹp quá trời đẹp luôn.
sale, for sale nè. Trời ơi, cái lẵng hoa phía trước kìa, hoa hồng đỏ rực rồi hoa hồng trắng bên trong nữa. Rồi ở trên tầng 2 nè, ở ngoài có ban công nữa kìa. Wow, có sân thượng bên trên nữa. Đẹp quá. Nhà nào nhìn cũng thấy đẹp. Rồi mấy cái ghế ngồi trước cửa nè. Này mùa lạnh lạnh đốt lò sưởi lên đốt củi này. Trời ơi, đã quá luôn. Nick nghe nói là cái vé số jackpot thì bây giờ lên tới 1 tỷ đô rồi. À, chắc phải nói bạn dẫn đi mua mua nếu mà lỡ mà may trúng được cái số cái giải đặc biệt đó thì à có tiền chắc đi mua một căn như thế này ở, nhìn thích lắm luôn á, nó thích rất thích luôn á, xuống cái khu vực này đó, tuyệt vời quá, đã quá. Bây giờ đi tiếp cái khu dưới biển đó, mọi người. Wow, cái góc mà đối diện biển luôn, cái nhà này quá lớn quá đẹp luôn nè. Trời ơi, đẹp quá đẹp luôn. Ô, bây giờ Nick thấy bên đây người ta chạy xe điện quá nhiều luôn nha. Một dải mấy cái xe điện đậu dưới đây quá trời luôn nè. Rồi bây giờ đi qua kia đi ngắm biển đi, coi biển nè. Ở dưới thấy có một cái eo hình như làm cái chỗ để tàu bè ra vào hay sao đó kìa. Ôi sóng biển dưới kia, thấy người ta tắm dưới kia quá trời luôn. Mấy bên đây, nhưng mà bên đây thì có cái chỗ để ngắm vịnh nè. Ôi người ta ra đây ngồi phơi nắng rồi ngắm biển, tuyệt vời luôn, dễ thương quá trời. Ôi, nhìn cái khung cảnh thanh bình như thế này là không có gì phải lo lắng, nhìn thấy thích quá thích luôn á. Đẹp và thanh bình quá, thích gì đâu luôn mọi người ơi. Rồi, bên đây có mấy cái băng ghế đá, người ta ngồi nghỉ, ngắm biển, nghe tiếng sóng biển rì rào phía dưới. Ôi nhìn xuống dưới nè. Ôi có rất là nhiều người tắm luôn. Rồi phía dưới là có mấy cái băng đá dưới nữa, băng ghế dưới ngồi nữa nè. Cái mỏm vô đó rất là đẹp nữa. Ở đây có một cái con đường dẫn xuống dưới biển đây, hãy đi xuống luôn. Rồi mấy cái bụi cây hoa này nó xanh đẹp quá trời luôn. Đây một cái bảng để hướng dẫn bảo vệ
những chắc là những cái động vật ở dưới nước là ngăn cấm dẫm đạp hay là chọc phá những cái sinh vật ở dưới đây ta. Thôi bây giờ xuống đây nhìn lại ở trên nè, cũng khá là cao nha. Còn một đoạn đi xuống nữa là tới dưới biển rồi. Wow, đẹp quá đẹp quá. Nick đi sẵn xuống dưới luôn, đi xuống luôn. Bây giờ tới biển là phải xuống dưới biển luôn rồi. Cái đoạn này hơi dốc. Cái đoạn đi này nó hơi dốc đó quý vị à, nên mà mang dép hay là cái gì mà không cẩn thận đi có thể bị trơn trượt nha. Thấy hơi dốc cũng khá cao đó. Nhưng mà cái là họ làm cái tay vịn ở trong nè, nên là đi cũng thấy cảm giác an toàn. Ok, bây giờ là buổi chiều tối á, nhưng mà mùa hè nên mặt trời lặn trễ á. Mặt trời hôm nay rất là ấm rồi, mọi người nhiều người ra tắm lắm. Có Nick thấy ngoài kia có nhiều người đi cano đi chơi ngoài kia. Wow, thấy biển thấy đảo muốn nhảy xuống tắm luôn á. Rất là thích luôn. Đây, nhìn phía trên dãy nhà. Ở những cái nhà này ngay biển này đỏ luôn, tuyệt vời luôn á. Ở trên đây mà đi xuống biển tắm luôn thì còn gì bằng nữa. Wow, sóng mạnh dở vô kìa. Đây có nhóm bạn này chơi đào cát đắp cát kìa. Thấy thích thiệt là thích luôn, muốn nhảy xuống tắm luôn á cô bác chị các bạn ơi. Đã lắm nha. Ôi nó sống đó mà nó tràn vô.
bạn lên. Rồi bây giờ là Nick chạy lên để đi về lại Orange County. Cái đó là cuối tuần ở tại khu vực Phước Lộc Thọ sẽ có chợ đêm rất là vui. Đó là Nick sẽ về đó để quay, nếu có là Nick sẽ quay lại chia sẻ cho mọi người xem nha. Ôi, biển đẹp quá nhưng mà đi buổi chiều trời sắp tối tới nơi rồi. Và bạn lấy khói là chợ ở Phước Lộc Thọ chợ ban đêm tối nay sẽ rất là vui nè. Cho nên tranh thủ về đó khám phá xem như thế nào. Nếu mà có những cái chương trình hay á, Nick sẽ quay chia sẻ lại cho cô bác chị và các bạn cùng xem luôn nha. Còn bây giờ thì Nick phải ra xe đi rồi. Nick phải dừng video clip bên đây. Cảm ơn các cô bác chị và các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và gặp lại những video clip thì sau nè. Chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Hẹn gặp lại. Bye bye. Đây là chính giữa của Phước Lộc Thọ nè mọi người.